Ngày 5 tháng 7 năm 1961, khu phố Ngô Quyền, nay là quận Ngô Quyền, được thành lập theo quyết định số 92CP của Chính phủ về việc phân chia lại các khu phố thuộc nội thành Hải Phòng thành 3 khu Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quận, mùng 5 tháng 7 năm 1961, mùng 5 tháng 7 năm 2021 sẽ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, viên chức, đảng viên và nhân dân toàn quận. Thiết thực chào mừng sự kiện chính trị lớn này của quận, chi bộ, ban giám hiệu trường tiểu học Trần Quốc Toàn triển khai rất nhiều kế hoạch hoạt động sôi nổi trong năm học 2020-2021. Đáng chú ý trong số đó là 3 nội dung lớn gồm thực hiện chuyên đề Ngô Quyền 60 mùa hoa với nhiều hoạt động, xây dựng và đưa vào hoạt động các thư viện mới tại trường, tham gia xây sửa nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn quận. Cụ thể, với chuyên đề Ngô Quyền 60 mùa hoa, tập thể giáo viên và học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toàn đã tham gia tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển quận Ngô Quyền thông qua rất nhiều hoạt động và hình thức phong phú, đa dạng. Một trong những cách thức hiệu quả là nhà trường đã lồng ghép kiến thức lịch sử, địa lý, địa phương vào trong các tiết giáo dục tập thể tại trường, lớp hay các tiết học lịch sử, địa lý. Với hình thức giảng dạy sinh động, hấp dẫn, các kiến thức lịch sử, văn hóa, địa lý của địa phương được các em dễ dàng tiếp nhận và ghi nhớ. Bên cạnh đó, nhà trường phát động và tổ chức nhiều cuộc thi như tìm hiểu thiếu nhi với lịch sử quận Ngô Quyền, thi vẽ tranh về sự phát triển của quận Ngô Quyền, hướng dẫn học sinh sưu tầm tranh ảnh về lịch sử quận Ngô Quyền trong năm học 2020-2021. Các tác phẩm dự thi gửi gắm nhiều niềm tin và mơ ước của thế hệ trẻ hôm nay vào tương lai ngày càng phát triển của mảnh đất nơi mình gắn bó. Cùng với việc tham gia tích cực vào các cuộc thi nói trên, học sinh nhà trường còn được tham gia trải nghiệm đến thăm tất cả các di tích lịch sử nằm trên địa bàn quận Ngô Quyền. Hoạt động này nhằm mục đích giáo dục cho học sinh hiểu sâu hơn về giá trị truyền thống lịch sử anh hùng của cha ông, giúp các em học sinh biết trân trọng và luôn khắc ghi bao công lao to lớn mà lớp lớp những người đi trước đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Ngoài ra, các chuyến trải nghiệm hành trình về nguồn với các hoạt động phong phú như dâng hương, thắp nến tri ân, tham gia dọn dẹp làm đẹp nghĩa trang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quận Ngô Quyền đã và đang giúp các học sinh hiểu hơn về lịch sử, văn hóa địa phương. Từ đây, các em dần hôn đúc niềm tự hào và có ý thức tham gia góp phần gìn giữ, xây dựng quê hương, thành phố theo cách riêng và tùy theo sức của mình ngay từ khi còn học tập trên ghế nhà trường. Hoạt động đáng chú ý thứ hai đó là ra mắt hệ thống thư viện trong khuôn viên nhà trường. Các thư viện 50K được xây dựng tại tất cả các lớp học. 29 không gian xinh xắn dành cho sách và các ấn phẩm xuất bản được bài trí hợp lý trong mỗi phòng học. Đây là nơi các em học sinh hàng ngày đến trao đổi sách báo, tạp chí, ấn phẩm đọc cùng chia sẻ những cuốn sách hay. Từ ngày có thư viện 50K trong mỗi lớp, học sinh có cơ hội tiếp cận với sách nhiều hơn, chủ động và tích cực hơn trong hoạt động đọc. Nhờ đó nâng cao kỹ năng mềm cho các em, đồng thời đem lại cho các em học sinh một hoạt động giải trí ý nghĩa vào những khoảnh khắc giải lao giữa giờ học. Gần đây, nhờ sự hỗ trợ của hội cha mẹ học sinh toàn trường, một không gian thư viện mới, thân thiện, sạch, đẹp, thoáng mát vừa được ra mắt, đem đến thêm cơ hội cho học sinh nhà trường được trải nghiệm hoạt động đọc. Thư viện mới được hoàn thành đúng vào dịp nhà trường đang sôi nổi triển khai các hoạt động chào mừng ngày thành lập quận. Bởi vậy, những không gian này nhận được nhiều ấn phẩm giới thiệu về quá trình hình thành phát triển của quận Ngô Quyền, giới thiệu về mảnh đất và con người nơi đây, những dấu ấn lịch sử đáng nhớ, những địa danh đã đi vào lịch sử địa phương. Qua đó, giúp các em học sinh hiểu thêm, tin tưởng và tự hào về mảnh đất nơi mình đang sinh sống và học tập. Từ những hiểu biết ấy, các đứa học sinh của nhà trường sẽ ngày càng tự hào và gắn bó, khơi gợi ý thức góp phần xây dựng quê hương. Bên cạnh các hoạt động lồng ghép chuyên môn kể trên, thì nội dung lớn thứ 3 trong chuỗi các hoạt động của nhà trường hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quận Ngô Quyền là xây sửa nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Chiều ngày 7 tháng 1 năm 2021, trường tiểu học Trần Quốc Toàn tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa khăn quàng đỏ cho gia đình em Lê Thành Đạt, lớp 2A4, nhằm chia sẻ giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho em ổn định cuộc sống. Qua rà soát thực trạng nhà ở của các hộ khó khăn trên địa bàn phường Cầu Tre, trường tiểu học Trần Quốc Toàn đã đề xuất với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường hỗ trợ 100% kinh phí sửa chữa nhà cho gia đình em Đạt, thuộc hộ gia đình chính sách và cũng là học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Em Lê Thành Đạt đang sống cùng bà nội Nguyễn Thị Nhường là thương binh, tỷ lệ mất sức là 21%. Bố mẹ em không có việc làm ổn định. Chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi phát động, nhà trường và liên đội tiểu học Trần Quốc Toàn đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, các tổ chức, nhà hảo tâm góp sức bằng tiền mặt và nhiều hình thức khác.
nhờ tấm lòng sẻ chia đáng quý ấy đã giúp sửa chữa nhà cho gia đình em Lê Thành Đạt với tổng kinh phí hơn 53 triệu đồng. Trong đó, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các tổ chức nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 33 triệu 782 nghìn đồng. Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, Đại hội Đảng bộ quận Ngô Quyền lần thứ 23 đã xác định đẩy mạnh quyết tâm xây dựng quận Ngô Quyền là trung tâm thương mại dịch vụ của thành phố vào năm 2025, trở thành đô thị phát triển hiện đại, thông minh, bền vững vào năm 2030. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toàn nỗ lực quyết tâm gắng sức thi đua lập thành tích, thiết thực chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của quận, đó là kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quận. Qua đó, góp phần xây dựng quận Ngô Quyền ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là một trong những quận trung tâm của thành phố.